Nếu như các bác là những người mà có cân nặng từ 60 đến 65 kg mà muốn đeo vòng gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn thì đây chính là vòng 10 ly này, rất phù hợp với những người mà có cân nặng như vậy. Giả sử như là tôi đây có cân nặng là 70 kg thì khi đeo vòng 10 ly thì sẽ có cái phong cách đeo là như này. Và điểm nhấn nhiều hơn là những chiếc vòng Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn 10 ly như này mang một cái hương thơm chuẩn hương từ tự nhiên nhá, chuẩn gỗ tự nhiên. Và quan trọng nhất là tất cả những cái vòng này đều đang lên tuyết. Ở những cái đốm trắng ở đây các bạn đang nhìn thấy hoàn toàn đều là do tinh dầu của gỗ Hoàng Đàn Tuyết cho ra được cái nước tuyết màu trắng như này. Cho nên là khi cầm trên tay thì tôi vẫn hay nói vui là chúng ta đang cầm một cái lọ nước hoa, đang đeo một cái lọ nước hoa ở trên tay giống như này. Đây là mùa đông này, nếu như chúng ta có hít hà những cái hương thơm tự nhiên như này, nó cũng đem lại cho chúng ta được một cái sự thoải mái về tinh thần và tạo thêm một cái phong cách vừa đen vừa trắng, lại vừa đang xen được cả tuyết ở bên trong nhé.